Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chỉ có ly khai Trần Quốc Vượng mới quật ngã được Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng thì nắm ban bí thư trong Trung ương, mà ban bí thư thì nhiều ủy viên Bộ Chính trị hơn chính phủ. Chính vì vậy, sức mạnh của ban bí thư luôn mạnh hơn chính phủ. Hiện tại, ban bí thư có 5 ủy viên Bộ Chính trị và thêm ít nhất 3 người nữa sẽ vào Bộ Chính trị vào khóa 13. Nếu như ông Trần Quốc Vượng cứ chịu dưới trướng của ông Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn ông Vượng sẽ không thể nào lấy được chiếc ghế tổng bí thư nếu ông Trọng không chịu buông tha. Chức thường trực ban bí thư chính là phó tổng bí thư, nhân vật thứ hai trong ban bí thư. Trong ban bí thư, ban tuyên giáo sẽ chuyên quyền Bộ Thông tin và Truyền thông, ban kinh tế thì có thể chỉ đạo ngân hàng nhà nước bằng chủ trương vân vân. Nếu không ly khai khỏi ông Trọng thì đến đại hội ông Vượng sẽ phải về vườn vì quá tuổi. Và để có được chiếc ghế tổng bí thư như ông Vượng nên kéo ông về một nửa ủy viên Bộ Chính trị trong ban bí thư và bắt tay với ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn để cả hai cùng hiệp lực đấu với ông Nguyễn Phú Trọng vào hội nghị Trung ương 15 sắp tới đây thì may ra ông Vượng mới có cửa thắng ông Trọng. Tuy nhiên, có cái khó là ông Phúc cũng muốn chiếc ghế tổng bí thư như ông Trần Quốc Vượng nên rất khó liên doanh. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Phú Trọng khi còn đang bạn nồng. Trong tứ trụ thì hiển nhiên ghế tổng bí thư là số 1, sau đó là ghế thủ tướng. Hiện nay, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận ở lại ghế thủ tướng một nhiệm kỳ nữa, thì ông Vượng có thể liên kết với ông Phúc quật ngã ông Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, ông Vượng sẽ làm tổng bí thư và ông Phúc vẫn giữ ghế thủ tướng. Tuy nhiên, cái khó là nếu ông Phúc không muốn đặt ghế tổng bí thư, thì làm sao ông ta có động lực để quật ngã ông Trọng cho được. Thông tin cho thấy, ngày càng chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng quyết liệt bám ghế. Hiện nay, danh sách các ứng cử viên của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 24 người, nếu thêm ông Nguyễn Phú Trọng là 25. Như vậy, nếu chọn Bộ Chính trị thì phải có cỡ 8 hoặc 9 người bị loại. Không loại trừ khả năng, những người bị loại đó là hai trong số Nguyễn Phú Trọng hoặc Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng. Chức danh Tổng Bí thư của Đảng có cơ hội chia đều cho cả 3 người, bao gồm ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, nếu ông Trọng ở lại, thì ông Vượng và ông Phúc có khả năng ra rìa. Nếu ông Vượng ở lại thì có thể chỉ có một mình ông Trọng ra rìa. Và nếu ông Phúc chiếm được ghế tổng bí thư thì có khả năng cả ông Trọng và ông Vượng phải về vườn. Không có chuyện cả ba người này cùng ở lại Bộ Chính trị. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 vừa qua, khi báo chí nhà nước loan tin về Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 tổ chức chuẩn bị nhân sự cho Hội nghị Đại hội Đảng lần thứ 13, thì họ cũng đưa lên trang nhất hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cùng hai vị đang tranh chấp chiếc ghế tổng bí thư kia. Từ tháng 11 cho đến nay, thông tin trên báo chí nhà nước luôn thay đổi, từ chỗ người ta thấy vai trò thay thế của ông Vượng trồi lên rồi đến ngày cận đại hội thì lại càng lộ rõ ý đồ bám ghế của ông Trọng. Hiện nay khả năng ông Trọng sẽ ở lại lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ nữa được xã hội quan tâm hơn sau khi ban soạn thảo văn kiện đại hội muốn đưa ra trường hợp đặc biệt để vào ưu tiên cho chính ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang rất luyến tiếc quyền lực. Ông Trần Quốc Vượng, người được đồn đoán nhiều nhất rằng sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng từ nhiều năm qua, khi đến giờ chót mới thấy miếng ăn sắp bị giật khỏi tay mình. Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 77 tuổi, bắt đầu nắm chức vụ cao nhất của Đảng từ năm 2011. Ông thuộc thế hệ các lãnh đạo trưởng thành trong chiến tranh ở Việt Nam, nhưng lại trốn lính, không tham chiến. Đây là một điểm xấu, nhưng không hề chi vậy cả. Vì quyền lực nắm trong tay ông Trọng có thể điều khiển bộ máy tuyên giáo ca tụng ông và chôn vùi đi vết nhơ quá khứ này. Cũng giống như hôm nay vậy, ông Nguyễn Phú Trọng cũng dẫn dắt dư luận để dọn đường cho ông tiếp tục bám chiếc ghế bất chấp điều lệ đảng có quy định như thế nào đi chăng nữa. Và thông tin thấy rằng đảng nên học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh hay tấm gương Lê Duẩn dành cho các lãnh tụ của họ. Ông Hồ Chí Minh thì xây dựng hình ảnh lãnh tụ cho mình để lưu danh, còn ông Lê Duẩn thì xây dựng một sự chuyên quyền để độc đoán. Cả hai ông này đều cầm quyền cho đến chết như các ông vua. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng sẽ học theo gương của ai cũng là một câu hỏi được đặt ra. Tuy hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng nắm luôn cả hai chức vụ tổng bí thư lẫn chủ tịch nước, nhưng về sức mạnh quyền lực thì không bằng ông Lê Duẩn trước đây. Khác với hai ông Lê Duẩn, vốn liếng chính trị là chiến tranh Việt Nam, cách cai trị của ông Duẩn có màu sắc phân biệt quân phiệt, còn ông Nguyễn Phú Trọng thì khác. Vốn liếng của ông ta là triết học Marx Lenin, vì thế sức mạnh quyền lực của ông ta không hề lớn lắm. Tuy nhiên, từ khi lên nắm quyền tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng có cái phao là ông Tập Cảnh Bình cứu ông.
kể từ năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng từng bước gây dựng phe phái và tìm kiếm sự ủng hộ của ông Tập. Nhờ đó mà ông Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua khỏi những đối thủ sừng sỏ như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang. Và chúng ta cũng đã chứng kiến liền sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đoàn sang Trung Quốc và ký liên tiếp rất nhiều hiệp định khác nhau trao đổi cán bộ hai nước. Ông Nguyễn Phú Trọng có 3 lá bài chủ yếu để giữ lấy quyền lực đỉnh cao. Lá bài thứ nhất là ông đóng vai trò người trong sạch. Ít nhất tới giờ phút này chưa thấy cáo buộc kèm bằng chứng khả tín nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng tham nhũng. Lá bài thứ hai là những lá bài độc diễn về chủ nghĩa cộng sản của ông, giống như ông Kệ hù dọa những cán bộ tham nhũng lạm quyền thời nay, ù cà cạc về các thứ chủ nghĩa. Lá bài thứ ba là phe cánh của ông hiện nay là mạnh nhất. Tuy nhiên, việc ông Trọng bất chấp điều lệ của Đảng để tự biệt đãi cho mình đang gây ra tình trạng chia rẽ cho nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là giữa ông và ông Trần Quốc Vượng không còn đẹp đẽ như xưa nữa. Sức mạnh của ông Trọng càng vào cuối nhiệm kỳ càng thấy yếu đi. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang theo tấm gương của Hồ Chí Minh hơn là theo tấm gương của Lê Duẩn. Tuy nhiên, về uy tín thì ông Trọng không bằng ông Hồ Chí Minh, nên ông xác định vị trí anh cả cho mình sau vị trí cha già dân tộc của ông Hồ. Với việc ông Nguyễn Phú Trọng bị ông Trần Quốc Vượng và ông Nguyễn Xuân Phúc thách đấu cho thấy tham vọng học theo tấm gương của ông Hồ Chí Minh sẽ bị đổ vỡ nếu ông không thắng ông Phúc và ông Vượng trong Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng một mình chống cả hai người. Lực lượng thân cận của Nguyễn Phú Trọng rất hùng hậu. Qua cách học tập Tập Cảnh Bình, ông Trọng đã chuyển bại thành thắng rồi loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Điều đó cho thấy ông Trọng đã khéo léo như thế nào để nuôi lớn quyền lực mà đối thủ không hề nhận ra. Chính điều này đã làm nhiều người tin rằng dù ông Trần Quốc Vượng có liên minh với ông Nguyễn Xuân Phúc đi nữa thì cũng khó mà đánh bại được ông Nguyễn Phú Trọng. Và dưới bàn tay của Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành thanh trừng phe phái bằng chiến dịch chống tham nhũng mà nhiều người tung hô ca tụng ông, gọi ông là người đốt lò vĩ đại của Đảng. Điều quan trọng là quanh ông, một lực lượng rất đông đang sống chết bảo vệ ngai vàng cho ông Trọng. Qua đợt thanh trừng, tay chân của ông Nguyễn Tấn Dũng như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, v.v. thì cho thấy các ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị chọn đối thủ của ông Trọng làm người đỡ đầu sẽ có nguy cơ tiêu tan sự nghiệp chính trị. Vì vậy, nay đàn em dưới trướng của ông Nguyễn Phú Trọng có thể nói là rất đông. Công cuộc đốt lò của Đảng là cái cớ mà ông Nguyễn Phú Trọng dùng để tiêu diệt đối thủ chính trị. Và tất nhiên, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xã, huyện, tỉnh đến Trung ương ai chả thằng nhũng. Rõ ràng nhất trong cuộc đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và đầy hỉ nộ, ái ố và ông Dũng đã phải ra đi. Điều này cho thấy phẩm chất của ông Trọng khi quyết đấu, ông bất chấp thủ đoạn, dù đã là xấu xa nhất. Khi bắt cóc Trịnh Nhân Thành từ Đức đã bộc lộ bản chất con người không xem luật pháp ra gì cả. Đó là cái khó trong Trần Quốc Vượng hiện nay. Một con người vừa thâm hiểm vừa bất chấp thì khi ông người ta ra tay rất khó đỡ. Việc ở lại nắm quyền khi đã quá tuổi của Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ hiện tại cũng như việc ông nắm luôn chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang lâm vào sự khủng hoảng lãnh đạo ghê gớm. Những người ở tầng trên đã quá tham quyền cố vị mà bất chấp tất cả. Ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng cũng y hệt như vậy, cũng chẳng khác gì mấy. Đây là hình ảnh rất đông những kẻ quyền thế đầu quân dưới trướng ông Nguyễn Phú Trọng. Việc một mình gom hai chức danh Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước chưa được quyết định rõ ràng. Nó không hề được luật hóa nên điều đó chỉ cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã tự tung tự tác. Khi mới lên làm Tổng Bí Thư, ông Trọng không lạm quyền như bây giờ. Sau khi đã diệt được đối thủ chính, quân sĩ về đầu quân dưới trướng ông đông đảo, Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng bộc lộ tham vọng nguy hiểm. Điều đó đã không tốt cho ông Trần Quốc Vượng chút nào cả. Và triển vọng dành cho ông Trần Quốc Vượng là gì? Chuyên gia nước ngoài tiến sĩ Chaycha dự đoán ông Trần Quốc Vượng nhiều khả năng nhất sẽ trở thành Tổng Bí Thư sau ông Trọng. Như vậy là nước ngoài họ cũng đánh giá tham vọng ở lại của ông Trọng là rất cao. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và là hiện là Thường trực Ban Bí Thư. Mới đây, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên tiết lộ Bộ Chính trị khóa 13 sắp tới sẽ có khoảng 17 đến 19 người. Đây là hình ảnh liệu có liên minh giữa Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng và có hình thành hay không? Ông Chaycha nhận xét do Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải trước đây đã bị cảnh cáo, nên ông Hải gần như chắc chắn không góp mặt trong Bộ Chính trị khóa mới. Bộ Chính trị hiện tại có 7 người đang từ 66 tuổi tới 76 tuổi, và có lẽ đa số của nhóm này sẽ nghỉ hưu.
ông Shaija dự đoán Bộ Chính trị khóa 13 có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại, mở đường cho các gương mặt mới sắp tới. Sẽ có nhiều người ra đi, nhưng quan trọng là ai trong bộ ba đang tranh chấp chiếc ghế Tổng Bí thư phải ra đi. Nếu đẩy được ông Nguyễn Phú Trọng ra khỏi chiếc ghế, ông Trần Quốc Vượng sẽ lập nên kỳ tích. Tuy nhiên, việc đẩy được nó phụ thuộc vào tài năng kéo bè kéo cánh của ông Trần Quốc Vượng. Với thế lực của Nguyễn Phú Trọng đang rất mạnh như vậy, liệu ông Trần Quốc Vượng có đủ liên minh với ông Nguyễn Xuân Phúc để kết thúc tham vọng của ông Trọng hay không? Chúng ta phải tiếp tục chờ 14 ngày nữa xem cuộc chiến ngã ngũ như thế nào trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với ông Vượng muốn tiếp tục quyền lực chỉ có thể là liên kết với Nguyễn Xuân Phúc, không còn cách nào khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021 với bản tin Chỉ có ly khai Trần Quốc Vượng mới quật ngã được Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.